Tuyên Quang, dân tộc Dao có trên 100.000 người, là dân tộc thiểu số đông thứ hai sau dân tộc Tày, với đầy đủ 9 ngành dao: dao đỏ, dao tiền, dao quần chẹt, dao quần trắng, dao khóc mùn, dao khóc ngáng, dao thanh y, dao ô gang và dao áo dài. So với các dân tộc thiểu số khác trên địa bàn, dân tộc Dao có trang phục được dệt nhuộm theo thùa cầu kỳ, sặc sỡ, đẹp và đa dạng nhất. Ngoài điểm chung thì mỗi trang phục của mỗi ngành dao lại có nét riêng không lẫn vào đâu được. Với những sự cực kỳ tỉ mỉ, chi tiết và chất liệu, trang phục người Dao ở nơi đây đã góp phần làm tôn lên vẻ đẹp độc đáo và phong phú riêng. Dân tộc Dao đỏ, phụ nữ Dao đỏ mặc áo thiếu thân màu tràm đen, áo dài đến nửa bắp chân, không khép nách, tay đấu thẳng vào thân, mở giữa, nẹp cổ áo kéo dài đến ngang thắt lưng, được thêu kín các họa tiết trang trí bằng chỉ màu, dọc theo nẹp cổ đính quả bông bằng chỉ hoặc vải len đỏ và nhiều chuỗi đạn tường các màu. Gối tay áo nẹp xung quanh tà áo trước và sau đều thêu bằng chỉ màu. Áo không có khuy nên khi mặc đặt hai thân áo sát cạnh nhau rồi buộc dây lưng ra. Trang phục của phụ nữ Dao đỏ cầu kỳ bao nhiêu thì trang phục của nam người Dao đỏ lại rất đơn giản, chỉ có khăn đội đầu, áo ngắn và quần. Khăn đội đầu của nam bằng vải tràm đen. Mỗi ngành dao ở Tuyên Quang có trang phục khác nhau. Nếu màu sắc chủ đạo của phụ nữ Dao đỏ là màu đỏ thì gam màu chủ yếu của phụ nữ Dao tiền là màu tràm và màu trắng. Để có một bộ trang phục ưng ý cần phải trải qua nhiều công đoạn như trồng bông, xe sợi, dệt vải, nhuộm lá đến cắt may, thêu thùa. Trang phục truyền thống của người Dao tiền phân thành 3 loại: trang phục nam, trang phục nữ và trang phục nghi lễ, nhưng vẫn gồm các thành phần chính sau: khăn vấn đầu, dây lưng, áo và váy. Trang phục của phụ nữ Dao tiền gồm có khăn đội đầu, áo dài, thắt lưng, váy, xà cạp, áo màu tràm đen, xẻ giữa, từ cổ tới ngực đính hai hàng dọc những miếng bạc mỏng giống như hình bạc trắng đã cắt đôi với 5 hàng ngang, phía dưới cùng là hai hình đồng bạc trắng để nguyên, áo dài tới nửa đùi, xẻ tà, vạt gấu và tay áo được thêu trang trí bằng những đường chỉ nhiều màu chạy song song. Vạt áo và sau lưng áo có thêu một số hoa văn trang trí màu trắng, lưng áo có đính một sâu đồng tiền xu nhỏ và tua chỉ đỏ. Áo không có cúc nên khi mặc, người ta vắt chéo hai vạt áo để che kín ngực, hai tà áo gần như chồng khít lên nhau, sau đó dùng thắt lưng buộc ra ngoài. Đi kèm với trang phục là khăn đội đầu và dây xà tích bằng bạc. Trên dây xà tích có treo nhiều vật dụng được làm bằng bạc rất tinh xảo như hộp đựng hôi để ăn trầu hình con cá lớn, cá nhỏ, tượng trưng cho cuộc sống sung túc, những quả chuông bằng bạc. Gia đình giàu có thì dây xà tích lớn hơn và có nhiều vật dụng hơn. Trang phục của Dao tiền mùa lễ hội, trang phục nam gồm áo cánh, quần, khăn tương tự như của người Dao đỏ. Khăn đội đầu của nam bằng vải tràm đen, dài khoảng 280cm, rộng khoảng 30cm. Khăn nam giới cũng thêu hoa văn như nữ giới. Khi đội, gấp khăn làm tư theo chiều dọc, rồi cuốn lên đầu nhiều vòng. Còn đầu thừa, áo ngắn màu tràm đen, cổ tròn, ngực nở, không khép nách. Tay đấu thẳng vào thân, nẹp ngực, gấu của hai thân trước và sau đều được trang trí bằng chỉ màu. Tiếp theo là dao quần chẹt. Dù trải qua quá trình giao thoa văn hóa giữa các dân tộc trong vùng, nhưng dân tộc Dao quần chẹt ở Đồng Phai, tỉnh Tuyên Quang vẫn giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống của riêng mình. Đặc biệt là trang phục dân tộc truyền thống đã trở thành nét đẹp, sở thích, niềm tự hào của nhiều phụ nữ Dao quần chẹt trong những dịp lễ hội Tết. Trang phục truyền thống của phụ nữ Dao quần chẹt bao gồm áo dài, yếm, quần, dây lưng, xà cạp, khăn đội đầu và các đồ trang sức khác đi kèm. Trang phục của phụ nữ Dao quần chẹt khá cầu kỳ, thể hiện tính thẩm mỹ, sự sáng tạo, tinh tế trên từng đường kim mũi chỉ. Khăn đội đầu không chỉ bảo vệ mái tóc mà chiếc khăn còn là vật trang trí nhằm tôn lên nét đẹp dạng người, duyên dáng của phụ nữ Dao quần chẹt. Trang sức bạc là phụ kiện không thể thiếu của phụ nữ, gồm vòng cổ, vòng tay, xuyên tai, bộ giả tích được làm bằng bạc. Trang phục của nam giới đơn giản hơn nữ giới. Trang phục của nam giới gồm một áo cánh ngắn,
đứng để mặc ngoài, tất cả đều màu tràm, áo có bốn thân được ghép bằng bốn thân vải phủ hẹp, khoảng 30cm, dày ngực đến cái quy, áo dài quá thắt lưng, gấu bằng, trẻ tà từ cặp quần, tay dài tới mắt cá tay, cổ đứng, có ba túi thêu hoa văn thêu, cây. Khi áo bằng đồng, thuyết làm bằng vải đỏ, đính ngang ngang, phía trong các đường biên của nẹp áo thường được đáp bằng vải đỏ. Không rực rỡ như trang phục của người Dao đỏ, không cầu kỳ như trang phục của Dao thanh y, trang phục của người Dao quần trắng khá giản dị, mang nét đẹp riêng. Màu tràm là màu chủ đạo trong trang phục của phụ nữ Dao quần trắng, với điểm nhấn là chiếc yếm và khăn, mũ đội đầu. Chiếc yếm có họa tiết hoa văn độc đáo sinh động, đó là hình hoa văn cây cỏ, động vật, hình người, chim muông. Chiếc yếm nổi bật còn bởi thế khá to, che kín cả ngực và bụng. Chiếc yếm thêu là niềm kiêu hãnh của các thiếu nữ người Dao quần trắng, là tiêu chuẩn đánh giá phẩm chất của người con gái qua những đường nét thư thừa trên chiếc yếm. Vì thế, nhìn vào chiếc yếm của người thiếu nữ, bà mẹ Dao kén dâu có thể đánh giá cô gái đó có đủ phẩm chất để trở thành dâu thảo vợ hiền, người mẹ tốt hay không. Trang phục của người Dao nam quần trắng đơn giản hơn nữ giới, hầu như trang phục của nam giới ở các ngành Dao về cơ bản đều giống nhau, bao gồm khăn đội đầu, áo và quần, chất liệu vải thô nhuộm màu tràm hoặc màu đen, ít thư hoa văn trang trí. Đối với nam giới, họ chỉ mặc trang phục vào lễ Tết, đám cưới hoặc cấp sắc. Đối với người Dao Lô Vang, trang phục là chi tiết quan trọng đầu tiên để nhận biết và phân biệt giữa dân tộc này với dân tộc khác, bao gồm áo, quần, khăn vấn đầu, thắt lưng và các đồ trang sức khác đi kèm. Người Dao Lô Vang có cách thêu rất độc đáo, không theo mẫu mà thêu theo trí tưởng tượng của mình. Mỗi trang phục có 5 màu cơ bản, trong đó chủ yếu là màu đỏ. Theo quan niệm của người Dao Lô Vang, màu đỏ mang lại hạnh phúc, may mắn, đầy đủ và tạo ra năng lượng tích cực cho con người. Trang phục thường ngày của nữ gồm khăn đội đầu được trang trí bằng hạt cườm đủ màu sắc, yếm được thêu cầu kỳ với nhiều họa tiết hoa văn, trên yếm đính nhiều sao, vỏ sao nhỏ bằng bạc. Áo dài được thêu trang trí ở cổ áo, giữa bụng vùng thắt lưng có màu đỏ trắng được thêu trang trí hoa văn rất đẹp, kèm theo khăn đính hạt cườm của hoa lên để thực hiện cho lao động hàng ngày. Phụ nữ Dao Lô Vang mặc quần với điểm nhấn là gấu quần được thêu kín các họa tiết hoa văn với nhiều chỉ màu rất đẹp mắt. Trang phục thường ngày của nam giới đơn giản hơn, gồm áo ngắn xẻ tàu màu đen có điểm họa tiết là sợi chỉ nhiều màu, quần vải dài màu tràm đội mũ nồi. Cũng như phụ nữ Dao khác, phụ nữ Dao thanh y vẫn luôn mặc những bộ trang phục trong mỗi dịp lễ Tết, gồm mũ khăn đội đầu, áo dài, yếm, dây lưng, quần dài, quần ngắn và xà vạt. Những hoa văn trên trang phục của phụ nữ Dao thanh y được thêu sặc sỡ với nhiều họa tiết phong phú như hình cỏ cây, hoa lá. Quần áo của nữ Dao thanh y là quần đùi không có hoa văn, chỉ ngắn đến nửa đầu gối, được nhuộm bằng vải màu tràm đen, quần được may thêm một đường vải màu xanh da trời. Đối với bộ trang phục nam gồm áo, quần và mũ nồi, áo được thêu hoa văn với các màu chủ đạo là màu đỏ và các họa tiết gồm hình mặt trời, con chim, cỏ cây, hoa lá, mong ước cho sự sinh sôi và phát triển. Trang phục của người Dao áo dài cũng không sặc sỡ như trang phục của một số dân tộc khác, chủ yếu là một gam màu tràm và lẫn sắc đỏ, hoa văn trang trí giản dị gọn gàng, từ đó tạo nên một bộ trang phục truyền thống có nét đặc trưng riêng độc đáo khác biệt so với các dân tộc khác. Áo của phụ nữ Dao áo dài bằng vải tràm đen, dài gần đến mức cá chân, áo cổ tròn dài khuy về bên nách phải, chiếc áo bằng đồng, hình cầu, to gần bằng hạt ngô. Vạt áo không trước và sau không thẳng mà cong giống như đuôi tôm, nẹp cổ, nẹp hai bên thân trước và sau. Đều thêu vải đường chỉ đỏ, cửa tay áo thêu nhiều hương, lắp thêm vài vải đỏ và màu xanh. Bộ nam phục của người Dao áo dài gồm có khăn đội đầu, áo dài và quần đều màu tràm đen, khăn đội đầu dài trên 300cm và rộng từ 20cm tùy cổ vải. Áo lớn dài vừa tới ngang lề, cổ tròn và cái khuy về bên nách phải, và áo giống như tà áo nữ, không trang trí gì, quần cử chân cột. Trong bối cảnh hội nhập và phát triển, dân tộc Dao cũng đã bắt nhịp với cuộc sống hiện đại, họ vẫn giữ được những nét văn hóa truyền thống, trong đó trang phục của người Dao